Moscow nói cuộc tập trận sát biên giới Nga là hành động khiêu khích. Mỹ hợp tác sản xuất tổ hợp phòng không Patriot. Nền kinh tế toàn cầu có thể bị phá hủy nếu EU tịch thu tài sản Nga. Chuyên gia nhận định Nga sẽ tăng cường chiến dịch tấn công Ukraine trong vài tuần tới. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đã cáo buộc các cuộc tập trận sắp tới của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO ở Phần Lan sát biên giới Nga là hành động khiêu khích. Bà Zakharova tuyên bố, NATO đang tiếp tục diễn tập quân sự tại một quốc gia từng trung lập, một nước tham gia được tôn trọng trong các cuộc thảo luận về tăng cường ổn định và an ninh. Các cuộc tập trận gần biên giới Nga có tính chất khiêu khích, nhằm gây áp lực đối với Nga thông qua việc phô trương sức mạnh quân sự. Các cuộc tập trận như vậy của NATO đang làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự tiềm ẩn. Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng khẳng định Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động gây hấn tập thể của phương Tây. Sputnik dẫn lời người phát ngôn lưu ý, Nga chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết về chính trị, quân sự và kỹ thuật để chống lại các mối đe dọa đối với khả năng phòng thủ của đất nước. Trước đó, Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã thông báo tổ chức diễn tập quân sự ở Phần Lan, nước láng giềng Nga kể từ ngày 26 tháng 4. Phần Lan là một trong hai nước được kết nạp vào Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Quốc gia Bắc Âu này chính thức trở thành nước thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm ngoái, chỉ 9 tháng sau khi cùng Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập khối. Chấm dứt 7 thập niên duy trì chính sách trung lập, Thụy Điển được kết nạp muộn hơn gần một năm vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Nga đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ cáo buộc từ nhiều quan chức cấp cao của các quốc gia NATO về việc sứ sở Bạch Dương đang lên kế hoạch tấn công khối trong vòng vài năm tới. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Moscow không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO, nên liên minh này không thể coi đó là cái cớ để tập trận chống lại Nga. Ngày 23 tháng 4, trong cuộc trả lời phỏng vấn với European Pravda, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova tiết lộ nước này đang kêu gọi và thúc đẩy Mỹ hợp tác sản xuất tổ hợp phòng không Patriot nhằm đối phó với Nga. Theo đó, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng ngày càng gia tăng. Ukraine đánh giá các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất có hiệu quả cao trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần 25 hệ thống Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết ông đang tập trung vào việc vận động đồng minh viện trợ 7 tổ hợp để bảo vệ các thành phố lớn nhất Ukraine. Theo đại sứ Makarova, hợp tác sản xuất Patriot là một trong những vấn đề hàng đầu được thảo luận trong chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky. Đại sứ nói, đây là một nhiệm vụ chiến lược toàn cầu quan trọng và là một hoạt động hợp tác kinh tế, nhưng nó cũng là hoạt động gia tăng khả năng chiến đấu và sản xuất những vũ khí mà Ukraine cần ngay lập tức. Đại diện các doanh nghiệp Ukraine và Mỹ được cho là đã gặp nhau để thảo luận về đầu tư và hợp tác, không chỉ về vũ khí mà còn về các nguyên liệu cần thiết để bắt đầu quá trình hợp tác sản xuất. Quan chức Makarova cho hay, chúng ta nên bắt đầu tự sản xuất nhiều sản phẩm, ít nhất là linh kiện và nhiều nhất là những sản phẩm đã hoàn thiện. Ukraine có thỏa thuận sản xuất quốc phòng chung với một số quốc gia, trong đó có Mỹ. Kiev và Washington đã ký tuyên bố về ý định hợp tác sản xuất vũ khí vào tháng 12 năm 2023. Thỏa thuận giữa hai nước được cho là sẽ góp phần xây dựng các cơ sở sản xuất ở Ukraine để cung cấp vũ khí cho quân đội, đặc biệt là thiết bị phòng không và đạn dược, cũng như các dịch vụ sửa chữa và bảo trì. Vào tháng 4 năm ngoái, Ukraine đã nhận được hai hệ thống Patriot đầu tiên từ Mỹ và Đức. Vào tháng 10 cùng năm, Đức cam kết cung cấp một hệ thống Patriot khác để hỗ trợ Ukraine đối phó sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga trong những tháng mùa đông. Tới tháng 4 năm nay, Đức tuyên bố sẽ viện trợ thêm cho Ukraine một tổ hợp Patriot. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, Ukraine cho biết con số tổ hợp Patriot mà họ đang có không đủ để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine thừa nhận họ đã tính đến phương án mượn tạm hoặc thuê các tổ hợp này từ các nước châu Âu, nhưng kế hoạch chưa được chấp thuận. Ngày 17 tháng 4, trong một lá thư gửi tới hàng chục quốc gia, Đức đã công bố một sáng kiến toàn cầu nhằm tìm kiếm hệ thống phòng không cho Ukraine. Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không do công ty Raytheon sản xuất, có thể vận chuyển đi khắp thế giới bằng máy bay vận tải C-5 BCM Galaxy. Lần đầu tiên được triển khai năm 1984 qua các lần nâng cấp, đến nay Patriot đã có thế hệ PAC-3.
hệ thống tên lửa Patriot gồm 4 tổ hợp: hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chỉ huy điều khiển, hệ thống radar cảnh giới, hệ thống dẫn đường. 4 thành phần này được tích hợp tạo ra một hệ thống có tính cơ động rất cao. Hiện nay, hệ thống Patriot đã được mô đun hóa nên việc triển khai một khẩu đội chỉ mất khoảng 1 giờ. Tổ hợp quan trọng nhất trong hệ thống tên lửa Patriot là hệ thống radar ANMPQ-5365. Đây là radar mạng pha quét điện tử thụ động. Dòng ANMPQ-53 sử dụng cho hệ thống tên lửa PAC-2 và dòng ANMPQ-65 sử dụng cho hệ thống tên lửa PAC-3. Ngày 23 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố sẵn sàng trả đũa nếu Liên minh châu Âu EU tịch thu tài sản Nga và điều đó có thể sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bà cũng cảnh báo Moscow đã soạn thảo một gói biện pháp trả đũa trong trường hợp các nước phương Tây tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga bị phong tỏa vì xung đột Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Dmitry Kiselyov, Chủ tịch Hội đồng Liên bang nói rằng động thái tiềm tàng của EU nhằm tịch thu tài sản của Nga sẽ là chưa từng có, đồng thời nói thêm rằng nó sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu. Bà Matvienko nói, tất nhiên điều đó hoàn toàn bất hợp pháp và mọi người ở châu Âu đều hiểu rằng họ không thể làm điều đó. Kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn trong số đó đang được nắm giữ ở EU. Moscow nhiều lần cáo buộc việc phong tỏa là hành vi trộm cắp. Các quan chức ở một số quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã nhất quyết yêu cầu tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, bất chấp những lo ngại rộng rãi rằng điều này không có cơ sở pháp lý. Ngược lại, EU miễn cưỡng làm như vậy vì lo ngại sự trả đũa của Nga. Bà Matvienko nhấn mạnh rằng Nga đã chuẩn bị sẵn phản ứng đáp trả trước khả năng bị tịch thu. Chủ tịch Hội đồng Liên bang nói, chúng tôi có một dự luật và sẵn sàng xem xét để đáp trả ngay lập tức. EU sẽ mất nhiều hơn Nga. Tất nhiên, họ sợ điều này, đặc biệt khi nền kinh tế của họ đang sụp đổ. Thượng nghị sĩ Matvienko cho rằng Mỹ đã đè bẹp EU cả về chính trị, kinh tế lẫn an ninh quốc phòng. Bà Matvienko nhấn mạnh, bây giờ Mỹ thậm chí còn muốn bóp nghẹt hơn nữa để khiến EU trở nên kém cạnh tranh hơn. Do đó, bà Matvienko đề nghị cộng đồng doanh nghiệp châu Âu nên phản đối kịch liệt các vụ tịch thu có thể xảy ra, vì chúng sẽ là mục tiêu chính trong các biện pháp trả đũa của Moscow. Trong khi trì hoãn việc tịch thu tài sản của Nga, EU đang thực hiện kế hoạch dùng tiền lãi từ các khoản tiền đó để mua vũ khí cho Ukraine và tăng cường khả năng sản xuất quốc phòng của Kiev. Theo cơ quan thống kê EU, Eurostat, khoản dự trữ bị đóng băng ở EU đã có lãi 4,4 tỷ euro, tương đương 4,4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong năm 2023. Vào tháng 3, một quan chức cấp cao của EU dự kiến, theo trích dẫn của Reuters, rằng tiền lãi sau thuế sẽ đạt 15 đến 20 tỷ euro, tương đương 16 đến 21 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Tuy nhiên, theo tờ Politico, một số thành viên của khối đã bày tỏ nghi ngại lớn về sáng kiến này. Hungary và Slovakia phản đối ý tưởng gửi vũ khí tới Ukraine, trong khi Malta và Luxembourg được cho là không hài lòng vì họ không được hỏi ý kiến về kế hoạch này. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ tin rằng các lực lượng Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong những tuần tới nhằm gây thiệt hại tối đa cho hạ tầng và công nghiệp quốc phòng của Ukraine trước khi có sự trợ giúp của Mỹ. Theo các nhà phân tích quốc phòng, việc ông Shoigu tập trung vào các cuộc tấn công hậu cần của Ukraine cho thấy lực lượng Moscow có thể thay đổi tổ hợp mục tiêu của họ để nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và kho quân sự của Ukraine. Quân đội Nga có thể sẽ tăng cường các hoạt động tấn công trong những tuần tới để khai thác những hạn chế về hậu cần của lực lượng Ukraine trước khi đối phương nhận được sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ. Việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tập trung nhấn mạnh các hoạt động tấn công gần Chasovia, phía tây Avdiivka, phía tây và tây nam thành phố Donetsk càng cho thấy Nga có khả năng tăng cường tấn công ở những khu vực này. Các chỉ huy Nga có thể hy vọng rằng nỗ lực ngăn chặn phối hợp sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và hậu cần dọc các khu vực quan trọng của mặt trận và trì hoãn những khả năng được cải thiện mà sự hỗ trợ an ninh của Mỹ sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 23 tháng 4 của ISVK như sau. Thứ nhất, ông Shoigu nói về các hoạt động tấn công của Nga gần Chasovia, Avdiivka và Donetsk, đồng thời thông báo ý định của Nga nhằm tăng cường chiến dịch tấn công nhằm làm suy yếu hoạt động hậu cần của Ukraine. Thứ hai, ngày 23 tháng 4, trong bài phát biểu trước một ủy ban của Bộ Quốc phòng, ông Shoigu cũng thảo luận về tiến trình cải cách quân đội, che giấu những nỗ lực mở rộng hiện tại như một hoạt động thông tin nhằm miêu tả tất cả các hoạt động tác chiến của Nga là phòng thủ và đáp lại sự mối đe dọa có thể xảy ra từ NATO. Thứ ba,
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian đã đến thăm Saint Petersburg hôm 23 tháng 4 để tham gia hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc tế Nga lần thứ 12. Thứ tư, Cộng hòa Chechnya dường như đang cố gắng xích lại gần Iran hơn khi hợp tác an ninh song phương giữa Nga và Iran ngày càng tăng cường. Thứ năm, ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố cung cấp gói viện trợ quân sự lớn nhất trong lịch sử nước này, trị giá khoảng 662 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Thứ sáu, chính quyền Moldova đã tịch thu hơn 1 triệu đô la Mỹ từ các chính trị gia đối lập Moldova có liên hệ với Điện Kremlin tại sân bay Chisinau vào đêm ngày 22 đến 23 tháng 4. Thứ bảy, cơ quan kiểm duyệt Liên bang Nga Roskomnadzor đã chặn 150 dịch vụ mạng riêng ảo ở Nga, một bước nữa của Điện Kremlin nhằm kiểm duyệt và kiểm soát hơn nữa không gian thông tin của Nga. Thứ tám, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine và lũ lụt gần đây ở Nga được cho là đã khiến sản lượng lọc dầu hàng tuần của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, mặc dù sự sụt giảm về khối lượng lọc dầu cho đến nay vẫn ở mức độ nhỏ. Thứ 9, lực lượng Kiev gần đây đã tiến gần Chasovia, phía tây Bakhmut, trong khi Nga có bước phát triển gần Donetsk. Các blogger quân sự nổi tiếng của Nga tiếp tục phàn nàn về sự kém hiệu quả của UAV Nga trên chiến trường.